Một con xe đáng để mua nha anh chị. Đó là con Accent bản đặc biệt số tự động. Bản đặc biệt có nghĩa là bản cao cấp nhất, nó có cửa sổ trời và nó có ga tự động Cruise Control, có cân bằng điện tử, có đèn LED ban ngày anh chị, đầy nổ startup và 4 thắng đĩa ABS. Mâm là mâm lớn hơn bản thường một size, mâm 16 inch nha anh chị. Màu đồng da lương 2019, tháng 12 2019, một chủ mua mới từ đầu anh chị, 30.000 cây số. Xe này bên Tâm bán cho anh chị với cái giá là 418 triệu nha. Anh chị nghe không bao giờ lầm đâu. Bởi vì thứ nhất là xe đẹp, Tâm mua cũng hơi bị gấu nha anh chị, hơi gấu á, là mua hơi cao á. Còn xe vừa vừa thì thiếu cha gì. 400, 401, 395 cũng có xe, nhưng mà anh chị lên thấy cái xe này rồi anh chị cảm nhận chạy thử đi, anh chị sẽ thấy vừa ý liền. Nói chung là bây giờ xe cũ mua khó hơn xe mới nhiều anh chị ơi. Mặc dù là xe mới giảm giá rất là sâu nhưng mà xe cũ đang thịnh hành và bán được, nên mình đang theo cái nhịp anh chị. Còn nếu mà mình sợ quá thì mình ở nhà cho nó yên tâm. Đó, nếu mà mình không làm thì là sẽ mất cái cơ hội anh chị, nên Tâm đang làm được nên Tâm vẫn cứ tiếp tục. Còn chừng nào bán không được nữa tính nha. Bây giờ đang bán rất là tốt ở cái lĩnh vực xe cũ. Không có xe mua luôn. Có khi là một cái xe mà hai ba anh em đạp chân nhau giành giật mua. Nên Tâm phải nghĩ là cái xe cũ bây giờ nó đang rất là hot nha anh chị nha. Xe này là màu đồng da lương, Tâm bán cho anh chị là 418 triệu. Không, 418 triệu, bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ. Đăng kiểm còn dài, vỏ theo xe. Đăng kiểm tới tháng 12 2025. 30.000 cây số anh chị, xe mới tinh. Sơn rin còn nhiều, sơn rin thì còn khoảng 90%. Chất xe này thì Tâm đánh giá nó được khoảng từ 8 điểm rưỡi đến 9 điểm nha anh chị. Xe tuyệt vời, cuối 2019 anh chị. 30.000 cây số thì anh chị nghĩ coi có tốt hay không nha. Chất xe ưng ý. 418 triệu anh chị, 418 triệu cho con xe Accent màu đồng da lương 2019 bản đặc biệt số tự động. Xe này có làm góp ngân hàng nha anh chị. Nếu như anh chị có nhu cầu mua góp qua ngân hàng thì bên Tâm vẫn hỗ trợ nha. Đây cửa sổ trời, đây ghế da, táp lô táp bi, màn hình cam gie đầy đủ, chìa khóa thông minh còn hai cái, vô lăng nè anh chị nè. Cần số nè anh chị nè. Chìa khóa còn đủ, đề startup. Màn hình cam gie, máy lạnh auto. Xe này nó có 5 túi khí nha anh chị. Bản đặc biệt thì nó có 5 túi khí. Có cửa sổ trời và có Cruise Control. Mới lắm, 2019 anh chị ơi. 2019. Cuối 2019 thì có cửa gió ở hàng ghế sau nha. Táp lô táp bi cực kỳ mới luôn chị. Hàng ghế sau hình như là chưa có người ngồi luôn, ngồi rất là ít, nó còn mới nguyên luôn chị. Xe này đi có một người à, một tài xế à. Ít có chở người lắm, ít có chở ai chứ không phải là ít chở người, ít chở ai. Có cửa gió ở hàng ghế sau. Cuối 2019 là nó có cửa gió nha anh chị. Còn đầu 2019 là chưa có. Này Tâm bán cho anh chị là 418 anh chị ơi. Cuối 2019, tháng 11, tháng 12, 2019. Một chủ từ đầu. Biển số Bình Dương là xe đẹp lắm anh chị. Táp lô táp bi mới xanh luôn anh chị ơi. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 418 thì anh chị cứ cân nhắc đi ha. Xe bây giờ Tâm lựa xe đẹp không à, mua cao một chút. Chứ còn mua rẻ không có xe. Với lại mình mua cái xe xài cả đời mà anh chị, đâu phải mua ngày một bữa đâu. Anh chị nhìn cái heo đĩa là mình biết xe tốt hay không tốt nha. Nó còn 7 màu óng ánh luôn anh chị. Và đĩa bố rồi còn rin hết. Vỏ theo xe, giày cui. Vỏ theo xe còn giày cui anh chị ơi. Bao cho anh chị là xe chuẩn nha. Đèn full LED trước LED sau. Bản full thì nó vậy đó anh chị. Bánh dự phòng nè. Chưa chạm đất, bánh dự phòng còn mới nguyên luôn nha. Bốn trăm mười tám triệu á, anh chị có được con xe số tự động mà bản full luôn thì sướng rồi còn gì.
Gầm mới cứng luôn nha, chưa rửa gì luôn. Thật sự là hôm nay xe về nhiều á, rửa không kịp anh chị ơi. Thôi quay bán luôn, 219 nè, 62656. Số 6 nhiều ha. 1 2 3 4 con số 6. Đẹp lắm anh chị, sơn zin nhiều nha. Xe này tâm đánh giá được 9 điểm nha anh chị, 9 điểm. Chất xe thì tâm bao hết mọi thứ cho anh chị nha. Chỉ có một cái ghế tài thôi, còn nhiêu là mới tinh hết. Anh chị nhìn nè, ghế phụ nè. Mình nhìn cái ghế là mình biết xe đẹp hay xe xấu luôn anh chị. Alo, nói đi anh ơi. Còn ở Tân Nguyên Bình Dương anh, gần chợ Bình Mỹ, gần Cẩm Xanh. Đúng rồi, không có, cách Bình Phước 50 cây. Anh gõ đại lý ô tô Duy Tâm giùm anh nha. Đúng rồi. Tí có gì anh điện lại nha, mình đang làm video. Xe mới lắm anh chị, đèn đuốc sáng trưng à. Chất xe thì anh chị khỏi lo đi. Xe này tốt. Cái máy mới 7 màu luôn, cái máy mới lắm. Anh chị nhìn cái máy nè. Máy mới căng luôn anh chị. Này khỏi lo anh chị ha, xe tốt. Tốt chất lượng anh chị. Xanh âm trắng phiếu luôn, mới tinh. Đây là cục ABS. Xe rất mới nha anh chị nha. Cái này bên Tâm để cho anh chị là 418 triệu anh chị. Accent bản đặc biệt 2019, cuối 2019. Bản này là bản có cửa nóc và có ga tự động và có 5 túi khí. Xe tốt, chất lượng, 9 điểm. Từ A tới Z không một lỗi nhỏ, máy rất là mới, gầm bệ cũng vậy luôn. Nước sơn rin còn nhiều và nội thất là ken xà beng. Xe không có điểm yếu, không có điểm trừ anh chị. Chưa thấy cái dấu hiệu gì để gọi là hết, bắn tuốt hay tháo gỡ gì hết nha. Tâm để cho anh chị là 418 anh chị. Liên hệ Tâm để chốt đơn nha. Cảm ơn anh chị và xin hẹn gặp lại anh chị nha.